Liên quan đến vấn đề rác thải và xử lý rác thải, nhiều năm nay, đây vẫn là câu chuyện nhức nhối tại nhiều tỉnh thành của nước ta. Theo thống kê của Viện Môi trường Nông nghiệp, trung bình mỗi năm khu vực nông thôn của Việt Nam phát sinh hơn 15 triệu tấn rác thải sinh hoạt, 1.400 triệu mét khối nước thải và khoảng 14.000 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Vâng, con số rác thải đã lên tới hàng chục triệu tấn. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn rất lúng túng trong vấn đề xử lý rác thải, sao cho hiệu quả, tránh gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Và câu chuyện rác thải nông thôn đang thực sự trở thành một vấn đề đáng báo động tại nhiều vùng quê ở nước ta hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, phía ngay sau lưng tôi đây, cách khoảng 30 mét thôi là một ngọn đồi rác. Và phía trước mặt tôi cũng chỉ cách 20 mét thôi là cả một khu dân cư. Và với cái thời tiết nắng nóng như thế này, mùi hôi thối bốc lên, quả thực là không thể chịu nổi. Ngay sau phía hàng cây bạch đàn là nhà của ông Mai Văn Quyền tại thôn Đồng Quán, thị trấn Bũ Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Chiếc màn luôn hoạt động hết công suất mà không phải chỉ dành cho lúc ngủ. Đã trở thành thói quen, thao tác đưa mâm cơm vào trong màn phải được thực hiện rất nhanh, bởi nếu không sẽ kéo theo cả đàn ruồi nhặng cùng vào. Hôm nay là còn đỡ đấy, nhưng mà hôm nay nhiều lắm. Cứ giờ giờ là mưa ẩm thấp là chúng tôi rất chi là nhiều ruồi nhặng. Đấy. Thế mà mùa mưa còn đỡ, nhưng mùa khô là chúng tôi là rất chi là khó chịu được cái mùi bãi, cái mùi đốt này. Thế nhà tôi gần bãi rác, đốt như này này là rất chi là nguy hiểm. Nhà tôi thì vợ chồng con cái tôi đi làm, con đi học. Ví dụ đốt như này nó cháy lan sang đến nhà đến cửa chúng tôi không chịu được. Đấy, cháy vào đến đây là chúng cháy nhà chúng tôi không thở đấy, đây nhặng này. Tường bao của bãi rác đã bị nứt đổ. Những dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối từ bãi rác ngày đêm vẫn chảy ra khu dân cư. Ước mong sống trong bầu không khí trong lành đã trở nên quá đỗi xa xỉ đối với ông Nguyễn Xuân Đường. Kể cả bây giờ gia đình tôi vẫn bao nhiêu lần tôi mời kể cả cán bộ huyện, cán bộ xã, và hôm nào tôi sẽ mời, trân trọng mời công vào nhà tôi ăn cơm. Một bữa thì công mới biết được là cái bữa cơm khổ ải của những người dân gần bãi rác nó như thế nào. Chứ tôi ở gần đây gia đình tôi không thể chịu nổi. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng năm 2008 quy định đối với bãi chôn lấp chất thải rắn hỗn hợp, bao gồm cả vô cơ và hữu cơ hợp vệ sinh, phải có khoảng cách an toàn về môi trường giữa hàng rào bãi chôn lấp đến chân các công trình xây dựng khác ít nhất là 1.000 mét. Nhưng thực tế, bãi rác ở nơi đây chỉ cách khu dân cư một bức tường. Lượng rác thải ngày một được chất cao hơn, tỷ lệ thuận với chiều cao của những ngôi nhà đang mọc lên trong khu đô thị cách đó không xa. Nước thải được thoát từ bãi rác chảy vào hệ thống thoát nước của khu đô thị, sau đó chảy ra sông, nơi trạm cấp nước thị trấn Bố Hạ lấy nước đầu vào để cung cấp cho hàng trăm ngàn hộ gia đình. Điều đáng nói, xã Bố Hạ đã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2019. Thế nhưng đến nay, tiêu chí về môi trường lại thụt lùi. Và đây cũng là câu chuyện của nhiều vùng nông thôn nước ta hiện nay. Nhà nhà thì có rác, rồi các xã thì xã nào cũng có những cái bãi rác, có những đống rác. Không có theo một cái quy hoạch nào cả. Không theo một cái vị trí, không có một cái cơ sở khoa học nào để đánh giá là cái chỗ đấy là cái chỗ tối ưu cho việc đổ rác. Thì đây là một cái rất là lan giải. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường, năm 2019, trung bình mỗi ngày, khu vực nông thôn phát sinh khoảng 40.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Hầu hết số rác khổng lồ này được xử lý vô cùng chắp vá. Mỗi địa phương một cách làm khác nhau, trong đó chủ yếu là chôn lấp và đốt thủ công. Rác thải nông thôn và vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng quê Việt Nam hiện nay đã ở mức báo động. Rác thải, nước thải đang hàng ngày, hàng giờ tác động và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe của người dân. Ngành y tế thì đều đã khẳng định rằng là hiện nay 60-70% cái nguyên nhân sinh ra bệnh tật ở người cư dân nông thôn là xuất phát từ nước thải, rồi trong khí, trong nước, nước sinh hoạt ấy, và cái khí thải. Khi ô nhiễm đất thì thực phẩm, cây trồng, lương thực, thực phẩm, cá, tôm sẽ hấp thụ cái chất độc hại trong môi trường đất, trong môi trường nước, tích lũy ở trong thực phẩm và sử dụng làm thức ăn thì sẽ tích lũy chất độc hại trong con người. Gần 40% số xã về đích nông thôn mới còn nợ đọng tiêu chí về môi trường. Đáng nói, nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng lại để tái diễn tình trạng ô nhiễm trở lại. Vi phạm tiêu chí về môi trường,
Do đó rất cần những giải pháp cấp bách và đồng bộ để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo đúng với mục đích mà chương trình nông thôn mới mang lại.